ngày 30 tháng 6 năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đợt 2 đối với 8 trường hợp vi phạm luật đất đai, trong đó 3 trường hợp vi phạm trên đường 27m đi xã Yên Lập, 5 trường hợp vi phạm trên đường 304. Sự và chỉ đạo buổi cưỡng chế có đồng chí Hoàng Tuấn Tam, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế. Trước đó, năm 2021, Năm 2022, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, toàn bộ lực lượng của xã tập trung công tác phòng chống dịch và tập trung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, các hộ gia đình, cá nhân cố tình có các hành vi đổ đất, đổ cát, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Ngay sau khi phát hiện các hành vi vi phạm, ủy ban nhân dân xã đã tiến lập biên bản xác minh và tổ chức áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Các trường hợp trên đã có hành vi vi phạm về đất đai nhiều lần và tiếp tục cố tình vi phạm buộc ủy ban nhân dân xã phải thiết lập hồ sơ hành chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Các quyết định nêu trên đã được Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến bàn giao cho các hộ vi phạm. Đến nay, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động đã có 28 trường hợp đã tự tháo dỡ công trình lán vi phạm là ông Phú và ông Kiên. Tuy nhiên chưa khắc phục triệt để việc múc đất trả lại hiện trạng, 6 hộ còn lại vẫn không tự giác tự khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, không chấp hành theo các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến làm ảnh hưởng tình hình an ninh của địa phương. Tại buổi cưỡng chế, ủy ban nhân dân xã Tân Tiến chỉ đạo các đơn vị chức năng di chuyển khoảng 3.200 mét khối tổng khối lượng đất, cát, bê tông, gạch vỡ, khung sắt. Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, xã Tân Tiến tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nắm bắt được thông tin, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.